Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai về công tác chuyển đổi số. Chủ trì hội nghị có ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cùng dự có ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của hai địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết với công tác chuyển đổi số, trong thời gian qua, thành phố đã thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn chuyển đổi số thành phố, qua đó đã tư vấn đóng góp ý kiến hoàn thiện các chủ trương, chính sách chuyển đổi số của thành phố. Xây dựng mô hình hạ tầng số, đến nay có 100% hộ gia đình đã kết nối Internet cáp quang băng rộng, mạng 3G, 4G phủ sóng 100% khu vực dân cư trên địa bàn. Thành lập tổ công tác chuyển đổi số. Sau khi ngay Đà Nẵng cung cấp thông tin về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đánh giá cao về công tác chuyển đổi số của thành phố, qua đó đã phục vụ cho việc quản lý điều hành, cũng như đáp ứng quyền lợi của người dân trong việc tìm kiếm thông tin hàng ngày. Lãnh đạo tỉnh cũng cho biết tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp thu, học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng, đồng thời sẽ nghiên cứu ứng dụng phù hợp về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.